Será? Cảm rồi, điểm trung bình phải không? Nhìn thầy giải nè, coi lần cái biết làm à, coi lần cái biết làm. Điểm trung bình hay yêu cầu gì mấy em? Ba cái cộng lại chia ba hả? Điểm trung bình làm tròn số lẻ ba cái cộng lại chia ba. Rồi thầy chỉ cho em ha, ba cái cộng lại chia ba là chuyện nhỏ, thầy chỉ chuyện lớn hơn là trong đó nó có những yêu cầu hệ số thì sao nha. Rồi mình làm cái này trước đi, ba cái cộng lại chia ba thì đánh dấu bằng thôi. Và cái này nè, mở ngoặc ra nha, mở ngoặc cái này, toán cộng lý cộng hóa, đóng ngoặc xuyệt ba. Mấy em cho thầy biết tại sao mở ngoặc đóng ngoặc. Câu trả lời là trong ngoặc tính trước, ngoài ngoặc Ngoài tính ngoặc tính sau. sao? Đấy, enter nha. Thấy nó ra nhiều số không? Nó ra nhiều số quá. Bấm ngay đây nè, bấm hai lần. Nào tròn thì thôi, không tròn nó ra quá nhiều số lẻ. Bây giờ đề nghị là lấy một số hoặc hai số lẻ mà thôi. Lấy một số hoặc hai số lẻ, thầy muốn lấy hai số lẻ chứ thầy không lấy một thì sao? Number nha, thầy number. Ngay phần number nè, ngay đáy số 2 nè. Nếu lấy một số lẻ thì ok, hiểu chưa? Lấy hai số lẻ nè, chọn lấy hai thì bấm số 2. Ok, hiểu bài chưa? Hiểu bài không? Rồi, hiểu bài không? Number number rồi chọn gì nữa thầy? Number rồi chọn gì nữa? Chọn nãy giờ chọn quá trời chọn luôn, cái gì thấy không vậy? Ngay đây nè, number là chọn cái dòng cái thẻ number, và chọn cái dòng number trong phần là category, category ngay cái phần mà symbol ngay đây nè. Decimal place là bao nhiêu số lẻ. Cái này nãy thầy có gửi vào nhóm cho mấy em coi luôn đó. Nha. Rồi, ở đây phân tích với thầy chút xíu đi. Bây giờ mình đang lấy hai số lẻ phải không? Bây giờ nếu lấy một số lẻ thì sao? Mời nói chuyện nhau chút. Lấy một số lẻ thì Number sao? number chọn number rồi bấm số 1 à. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà điểm nó nhảy sao nè, nhìn nhìn với thầy chút này nha. Nhìn với thầy chút xíu. Mấy em thấy là 4.67 không? Nhưng nếu bây giờ lấy một số lẻ thì nó sẽ ra là 4.7. Đồng ý không? Rồi tiếp. 6.17. Nếu 302 lấy một số lẻ thì ra 6.2. Đồng ý không? Thầy đang nói vậy mà ai không hiểu gì, cái cứ mở mic lên nói chuyện với nhau luôn nha mấy em. Chứ im rồi rồi đừng có giấu dốt, rồi mốt không biết được mà hỏi luôn á. Tức là nếu muốn hỏi không biết phải làm sao. Mà thầy nói luôn là mấy em ngại nói chuyện trong đám đông, trước số đông cũng được. Nhắn tin riêng với thầy trả lời hết. Được chưa? Chỉ trừ khi thầy bận thôi. Rồi 6.6.2 nha. Rồi ta dòng dưới này, dòng dưới này. Nếu lấy một số lẻ thì ra là 7.8, được không? Hiểu này chưa? Ủa sao không ra 7.9 vậy? Hồi nãy thầy có thấy còn kê số lên không à? Mà sao giờ không lên? Thầy nói cho cái chỗ nào mà kê lên nè. Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4 là làm tròn, là tròn xuống, không có tròn lên. Số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 là tròn lên chứ không tròn xuống. Kịp thì nói không? Từ số 0 đến số 4 là tròn lên. Còn từ số 5 đến số 9, xin lỗi nó lộn rồi. Từ số 0 đến số 4 là tròn xuống, là nó giật xuống luôn, nó không lên nữa. Mà từ số 5 cho đến số 9 là nó lên. Vậy là cái này là xuống. Hiểu này chưa? là Cái này ngồi đó cô em nha. rồi tiếp nha. Rồi làm tròn xong rồi phải không? Xếp loại. Giờ kết quả đậu rớt đi. Ha. Nếu điểm trung bình lớn bằng 5 thì đậu bằng if mở ngoặc ra điểm trung bình là cái này lớn hơn bằng 5 thì đậu. Đóng ngoặc kép lại. Nếu không đạt điều kiện đó thì rớt. À, đóng ngoặc đơn lại. Mày đi nhớ chùm này nè, đây nè.
Nhớ điều gì ở đây? Enter. Bấm 2 lần đi, rồi mình nói chuyện với nhau chút. Cầm này kéo dài ra, bấm 2 lần vô coi. 3 tham số đủ chưa? Đủ. Bài hôm trước nói gì? Mở bao nhiêu ngoặc thì đóng bấy nhiêu ngoặc, thấy không? Chứ mở mở xong rồi quên đóng ngoặc cho người ta, ha, mượn mà không chịu trả là có chuyện đó. Cái xe nó không chịu đâu, được chưa? Hiểu bài chưa? Rồi sao? Làm xong rồi định dạng nha mấy em. Mấy em đang làm đừng có định dạng, đừng có vội, không cần thiết đâu. Xong, xếp loại là cái gì vậy? Ủa, để nói xếp loại là gì? Tao cầm kéo lên đây. Kết quả đậu rớt, xếp loại không nói, kết luận mà nói xếp hạng thôi. Giờ thầy thử thêm nha, thầy thử thêm nè mấy em. Xếp hạng nè, tự thêm luôn. Được chưa? Rồi. Xếp hạng, giờ xếp loại trước đi. Xếp loại có thầy làm nè, thầy làm luôn nha. Tại trong đề nó không nói nhưng mà mình biết nó là cái gì rồi. If nếu điểm trung bình lớn hơn bằng 8. Không, làm đầy đủ luôn. Bằng 10 thì xuất sắc. Được không? Bằng 10 thì xuất sắc, đợi thầy cái. Đóng ngoặc lại, nếu cái nữa nè, nếu điểm trung bình gì ạ? Mở ngoặc ra, điểm trung bình lớn hơn bằng 8 thì giỏi. Đóng ngoặc lại, phải một cái, nếu mở ngoặc ra tiếp, điểm trung bình lớn hơn bằng 6.5 thì khá, phải một cái, nếu điểm trung bình ở đây lớn hơn bằng 5 thì trung bình, còn lại là yếu, còn lại là yếu. Đóng ngoặc lại, bây giờ cho hỏi nè, đóng bao nhiêu ngoặc đơn? Thầy ơi, thầy kéo cái xếp loại ra dài để cho cái công thức Bốn nó nằm hàng được không thầy? được bao À, nhiêu ngoặc đơn, đóng bao nhiêu ngoặc đơn? bốn Bốn ngoặc thầy đơn. ơi. Rồi đây, 1, 2, 3, 4, enter. Enter cái gì vậy? Thầy bỏ dấu phẩy đó. Dấu chấm Rồi kéo phẩy. lên chỗ nào, đây phải chỗ này nè. Chỗ số 8 nữa cơ Làm thầy. ừ. Yeah. Còn nữa 6.5. ừ. Số 5. Tao chấm. Thì dạy cho định dạng máy này sao ha, dạy định dạng máy này phần này sao cho mấy đứa, tại nó là điều chỉnh trong container, điều chỉnh trong container ra một chuẩn luôn. Rồi bấm cái số này, rồi nhìn là kéo nè, kéo ra rộng rộng ra, bấm 2 lần vô đây coi hiểu không. Cái đề rất là dài, mấy ít vậy? 4 ít. 4 ít thì 4 mập, thế thôi. Rồi tiếp nè, 4 ít 4 mập, thử nha, thử khá, trung bình, yếu. Đứa trung bình này không nói nè, khá không nói luôn, mà mình nói là giỏi rồi xuất sắc đâu, không thấy nào giỏi xuất sắc hết á. Vậy bây giờ mình thử nha, mình thử cho một đứa nào là giỏi đi. Đứa này là thầy cho 10 luôn, thầy thử sửa lại luôn để mình quan sát bài mình nó sao. Đỏ thấy chưa, cái này chưa, thầy cho 9 đi, rồi thầy cho 9 nữa, thấy không? Giỏi xuất sắc, yếu yếu, thấy chưa? Dễ không nè, nó ra liền luôn đó, thấy không? Xuất sắc có kìa, 10 điểm nè, thì 3 môn đều 10 hết, nó là xuất sắc. Có ai hỏi gì bài này không? Coi cái này lại nha, chụp lại. Bây giờ tới hàm ren nè,
Brand nha. Oh yeah. Thì gửi lộn nhóm rồi. Để gửi vào cho em. Rồi xong. Giờ cái gì vậy? À, xếp lại. Xếp hạng. Xếp hạng dựa vào điểm trung bình nè mấy em. Xếp hạng dựa vào điểm trung bình. Có hàm brand nha. Hàm brand bằng brand. Hàm brand có 3 tham số. Nhìn với thầy nha. Tham số 1 là giá trị xếp hạng. 7 một cái. Tham số 2 là vùng xếp hạng. Vùng xếp hạng này khóa lại. Khóa lại bằng F4. Mấy đứa nhìn thấy vùng xếp hạng là chạy từ G5 đến G14 không? G5 đến G14. G5 đến G14 là đang bình thường. Thầy khóa lại thì bấm phím F4 nè. Mấy đứa thấy khóa cột khóa dòng không? Chút xíu nữa thầy nói chuyện khóa này nha. Cách ra cái. Đây có hai tham số. Số 0 và số 1. Thầy đánh số 0. Đóng ngoặc lại bấm Enter. Bạn này là hạng 2. Cầm kéo xuống. Hạng 1 là bạn này. Hai bạn này đồng hạng. Hai bạn này đồng hạng là hạng 5, cùng là hạng 5 hết nên không có hạng 6, vì vậy mà cái hạng tiếp theo là hạng 5, hạng 6 rồi thì cái tiếp theo phải là hạng 7 chứ không có cuối cùng là nó ra từ hạng 1 đến hạng 10 này nè, thì mình biết là lớp này có 10 bạn, kịp chưa? Được ha. Rồi lớp này có 10. Rồi xong rồi, bây giờ coi này nha. Phân tích vài vài điểm ở cái hàm này. Ủa thầy ơi, sao mà đánh số 0 vậy? Tại sao đánh số 0? Cần phải hiểu rõ chỗ đó. Mấy đứa nhớ vậy nè. Số 0 là số 0 á, nó muốn nói rằng cái dữ liệu lớn nhất thì phải là hạng nhất. Kịp không? Số 1 thì dữ liệu nhỏ nhất sẽ là hạng nhất. Kịp chưa? Làm mẫu số 1 nha. Thầy làm kế bên là số 1 nha, làm mẫu luôn nè. Thầy đánh dấu bằng ren luôn. Mấy mấy cái mà thầy nói mà thầy sợ mấy đứa không không nghe kịp hay là nghe không hiểu rồi quên nữa chứ. Nên bây giờ coi nè. Gì đây? Bây giờ nãy làm số 0 rồi, bây giờ làm số 1 đi. Số 1 là thầy nói gì đây? Số 1 thầy muốn nói là dữ liệu lớn nhất. Số 0, dữ liệu lớn nhất là hạng nhất. Số 1 là dữ liệu nhỏ nhất là hạng nhất. Được chưa? Rồi đánh số 1 nha. Đóng ngoặc lại. Coi điều gì xảy ra. Bấm. Này hạng chính. Cái anh 10 điểm này anh là hạng bét. Còn anh nào yếu nhất? Anh này anh là hạng 10, hạng hạng nhất nè. Nhìn nè, nhìn nha. Nhìn nhìn biết luôn. Đó, anh này anh bét nhất, anh là hạng nhất. Thấy phân biệt được hai cái này chưa? Phân biệt được số 0 với số 1 chưa? Số 0 số 1 là vậy đó. Vậy thì thầy sẽ đưa ra một ví dụ trong trường hợp nào ta xài số 1. Chứ không phải là lúc nào cũng xài số 0 đâu. Thầy nói lại nha. Thầy sẽ cho mấy em cái ví dụ nào để trường hợp đó ta lại xài số 1. Mấy em nếu làm thư ký cho một cuộc thi marathon hoặc cuộc thi xe đạp hoặc cuộc thi xe mô tô, có đồng ý rằng thời gian ngắn nhất phải là hạng nhất không? Hiểu thầy nói chưa? Nếu mà mấy em làm thư ký cho một cái chương trình cuộc đua marathon thì người ta chạy, ai mà chạy thời gian ngắn nhất thì cái số này nè là số nhỏ nhất đó, thì người đó phải là hạng nhất. Mấy đứa mà làm thư ký mà thiết kế Excel làm bậy bạ, người ta lên tập trật lắc hết trơn, mấy đứa bị bắt đi tù luôn á. Làm tầm bậy tầm bạ, tự nhiên là cái hàng chạy về chót cái đọc nó lên nó nhận giải là sao? Nên là tùy vào cái từng từng hàm hàm này nè, là đứa mà cái số to nhất á thì nó phải là hạng nhất rồi, là bình thường thì ta chọn là số 0. Vậy thì cái số 0 này là gọi là nghịch, nó nghịch với dữ liệu. Còn số 1 là thuận với dữ liệu. Hiểu không? Hết. Các ai hỏi gì thì hỏi đi. Rồi đó. Trả máy lại. Thầy ơi làm cái gì mà nãy thầy nói F14 thầy em À rồi tiếp nha.
phải có người hỏi mới có cái để trả lời chứ. Giờ này G, bấm F4 nè, bấm F4 đúng không? Rồi, giờ thầy làm mẫu nè. Thầy copy ba bảng này nha, Ctrl C. Thầy tạo ra trang mới. Và thầy Ctrl V dán vào đây. Rồi, thầy muốn cái ô này nè, thầy muốn cái ô màu vàng nhân cho cái ô màu xanh. Được không? Ô màu vàng nhân ô màu xanh rất dễ, ô màu vàng thì cứ nhân màu xanh thôi. Enter. Ngay đây bấm chạy ra 10 nhân 10 là 100, không gì để nói hết, quá đơn giản. Rồi, tới thầy muốn cái khác. Thầy muốn ô màu vàng nè. Thầy muốn ô màu vàng nhân cho ô màu đỏ, nhân cho ô màu đỏ, chỉ ô màu đỏ mà thôi. Nghe kìa chưa? Ô màu vàng chỉ nhân ô màu đỏ thôi, đừng có tuột, không có chạy nha, không được phép chạy. Rồi bấm ba. Chọn ô màu vàng. Nếu nhân ô màu đỏ, tức là toàn bộ dữ liệu ô màu vàng sẽ nhân chéo thẳng trực tiếp lên ô này, ô C1, được chưa? Thì thầy chọn C1 rồi, thầy bấm F4. Vậy là cái F4 này có dấu đồng tiền khóa trước khóa sau thì gọi là khóa cột và khóa dòng. Thầy bấm Enter. 10 nhân 9 là 90, đương nhiên rồi. 3 nhân 9 là 27 nè. Thì đúng bài không? Cùng là nhân nhưng dữ liệu ta khóa không cho chạy, khóa nó không cho nó chạy. Vậy quay trở lại bài này là thầy chọn một cái đi. Gì vậy? Xếp hàng đâu? Đây. Dữ liệu này thì thấy là thầy khóa cái vùng này cố định, cái vùng vùng bên trong á cố định. Thầy xe lên thầy vẽ vậy mấy đứa có thấy không ta? Chứ thầy sao thầy nhìn lên màn hình điện thoại của mình là thầy không thấy. Đó, là giờ hiểu rồi ha. Khóa F4 còn gọi là cố định nó lại. Xong rồi đó mấy em. Rồi có ai Ý hỏi gì thêm là không? hồi nãy là thầy chọn cái ô màu vàng đó là thầy bôi đen hết cái khung màu vàng hồi nãy á, xong thầy nhân cho một cái cột của cái màu đỏ là thầy đưa con chỏ chuột về ngay cái vị trí giả sử như là số 9 ngay ô màu đỏ đó, là thầy nhấp vô đó thôi hả thầy? Đúng rồi, nhân cái khác nha. Thầy là nhân số 2 nè, nhân số 3 đi. Thầy muốn là cái ô màu vàng nhân cho cái số 3 này được không? Thầy làm thêm cái nữa nè. Thầy muốn ô màu vàng nhân cho cái số 3 này nè, thầy bấm dấu bằng. Nha, đây nè, nhân số 3, nhân cho số 3 nè, F4. Được không? Ngay đây nè, nó còn đang dang dở kìa. Con trỏ nó cà chớp á, bấm F4 Enter. Cầm kéo xuống, thấy không? Được không? Rồi, được, làm lại nha. Được, làm lại. Mình làm lỡ quên ô màu vàng nhân cho số 3 cũng enter luôn. Ồ, ra gì đúng rồi ta, cầm kéo xuống coi điều gì xảy ra, ra toàn bộ số 0 hết rồi đó này. Cái nó khác nhau không? Tại vì mấy đứa không khóa ô F1 lại, mấy đứa không khóa ô F1 lại thì nó sẽ tụt luôn, nên mình khóa là cố định nó lại. Được chưa? Được rồi, làm đi. Thử một cái Rồi, làm thiệt luôn anh em, khỏi thử nha. Rồi, thầy trả trả bài lại.